Như vậy sau nhiều tháng chờ mong, trận siêu quyền Anh thống nhất các vô địch hạng nặng boxing đã diễn ra. Anthony Joshua sẽ đối đầu với một Joseph Parker, một kẻ đang thống trị ba danh hiệu WBA, IBO, IBO và một gã bậm trợn đang nắm trong tay danh hiệu WBO danh giá. Cuộc đấu của những vị vua của làng quyền Anh trước trận đấu này, một kẻ trị vì danh hiệu WBC hạng nặng, Dante Winder tiếp tục thách thức trực tiếp Anthony Joshua. Anh khẳng định vị thế của bản thân khi anh bảo vệ danh hiệu hoành tráng lần thứ bảy với chiến thắng knockout Luis Ortiz. Một chiến thắng nữa để tiếp tục làm người hâm mộ biết rằng ai sẽ kế vị hoàng đế của làng quyền Anh. Thật sự như vậy, Anthony Joshua sẽ một lần nữa chứng minh cho người Anh nói riêng và thế giới nói chung, anh xứng đáng là huyền thoại. Một bảng thành tích vang dội khi anh chàng sinh năm 1989, còn là nhà vô địch Olympic 2012, 20 trận đấu và 20 chiến thắng knockout toàn bộ. Mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước đi của Anthony. Bất kỳ ai cũng đều tin rằng anh sẽ chiến thắng, một tay đấm trẻ trung, đầy nhiệt huyết người Anh, nhưng Parker cũng không kém cạnh. Chỉ mới 26 tuổi, 24 trận đấu thắng 24 trận với 18 lần nốc ao, hai con người chưa từng thua trong sự nghiệp đấm bốc. Hai gã lực lưỡng và đầy sức mạnh, họ chính là đại diện của làng quyền Anh hiện đại. Một ngày ngập tràn với những trận boxing đẳng cấp khi ngoài trận đấu siêu hạng kể trên còn diễn ra các cặp đấu hấp dẫn khác, sẽ thi đấu trước trận đấu đẳng cấp này. Trận tranh đai hạng nhẹ quốc tế WBA, Jose Cordina gặp Hankim Kim Ben Ali. Trận tranh đai hạng bán chung quốc tế WBA, Jose Kenley gặp Carol Molina. Trận tranh đai hạng gà WBA, Ryan Bunis gặp John Fresh Parejo. Và cuối cùng là trận đấu hay nhất, Anthony Joshua và Joseph Parker. Sự kiện boxing hoành tráng này sẽ được VTV VTVcab tường thuật trực tiếp và duy nhất trên kênh thể thao TV bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày 1 tháng 4. Hãy cùng đón chờ một trận đấu siêu hạng với những kẻ bất khả chiến bại. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Sát mặt nhau tại họp báo trước trận đấu, cả hai võ sĩ đều tỏ ra rất tự tin trước trận hợp nhất đai lịch sử của quyền anh hạng nặng. Anthony Joshua được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Joseph Parker ở trận đấu vào ngày 31 tháng 3 sắp tới. Tại buổi họp báo mới đây nhất, tay đấm người Anh tuyên bố, Joseph Parker là một nhà vô địch với những cú đấm đầy sức mạnh, nhưng tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại anh ta. Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Joshua hoàn toàn thắng cận knock out, do đó anh chưa bao giờ đánh hết 12 hiệp đấu. Mặc dù vậy, quyền vương nước Anh vẫn tin tưởng bản thân đủ sức nếu phải thi đấu đến tất cả các hiệp. Anh nói, cuộc rượt đuổi với Vladimir Klitsko vào năm ngoái đã khiến tôi gần như kiệt sức, do đó tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho trận này. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ đủ sức thi đấu đến hết 12 hiệp. Anthony Joshua đang nắm giữ hai chiếc đai danh giá là IBF và WBA. Nếu thắng Parker, anh sẽ sở hữu thêm chiếc đai WBO. Trong lịch sử quyền anh thế giới, chỉ 4 người được trở thành nhà vô địch tuyệt đối là Muhammad Ali, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis. Nếu thắng Joseph Parker và thắng luôn Denote Winder để nắm thêm chiếc đai WBC, Anthony Joshua sẽ ghi tên mình vào danh sách những nhà vô địch tuyệt đối. Võ sĩ người Anh từng chia sẻ về tham vọng vươn lên tầm huyền thoại của bộ môn này giống như cách mà các bậc tiền bối đã làm. Hai võ sĩ đều đang sở hữu thành tích bất bại, Joshua có 20 trận thắng knock knockout, Parker có 18 knockout trong 24 trận thắng. Tài đấm người Anh nhỉnh hơn về thể hình khi sở hữu chiều cao 1m98, Parker 1m93, xài tay dài 2m08, nhiều hơn đối thủ 10cm. Về phía Joseph Parker, anh vẫn muốn đánh bại Joshua nhưng chưa tiết lộ cụ thể bằng cách nào. Trận đấu hấp dẫn này sẽ diễn ra tại sân vận động Principality, Cambridge, xứ Wales. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Cùng là những nhà vô địch cùng hạng cân, cùng chiếm đai vô địch Featherweight và Lightweight, cùng ở giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, thậm chí chỉ cách nhau có vài tháng tuổi, hai nhà vô địch Martin Nguyễn và Conor McGregor không ít lần được dư luận đặt lên bàn cân so sánh ai là nhà vô địch xuất sắc hơn. Điều này còn cần nhiều tranh cãi, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng trong mắt khán giả Martin Nguyễn và Conor McGregor đang đứng trước hai con đường hoàn toàn khác biệt, hướng đến những mục tiêu hoàn toàn khác biệt. Conor McGregor xứng đáng nhận được lời khen ngợi vì những gì anh ta làm được, vì hai chiếc đai vô địch. Nhưng nếu phải so sánh, tôi cho rằng McGregor và tôi là hai thái cực rất khác biệt. Tôi là một võ thuật gia, còn McGregor chỉ là một đấu sĩ. Martin Nguyễn cho biết trong một phỏng vấn với QMES MMA, chỉ vài ngày trước trận đấu lịch sử của anh với nhà vô địch Ben Tamquist Bibiano Fernandez. Vì sao tôi lại nhận định như thế? Có một sự khác biệt không hề nhỏ giữa tôi và Conor McGregor. Dù chúng tôi cùng là những võ sĩ MMA, McGregor không hề truyền tải thông điệp, truyền tải ý nghĩa và vẻ đẹp tinh thần của võ thuật trên sàn đấu. Không có sự tôn trọng, không có lòng nhân đạo, không có sự can đảm, không có kỷ luật, không có tình đồng đội hay bất cứ thứ gì tương tự trong khi chúng tôi chiến đấu vì gia đình vì sự nghiệp vì ghi lại chiến tích của mình trong lịch sử võ thuật Conor McGregor chỉ nhắc đến tiền và không hề tỏ ra chút tôn trọng nào với đối thủ sắp tới ngoài ra chúng tôi cũng sẽ không để sự hàn học của mình vượt quá giới hạn lồng sắt trên đài chúng tôi là đối thủ dưới đài chúng tôi là đồng nghiệp và chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau với vai trò đầu tàu tại giải MMA lớn nhất châu á Chachi Sityodong hiểu rõ vị thế của ông trùm của UFC trên thị trường MMA thế giới, nhưng ngài chủ tịch người Thái Lan không cho rằng UFC có khả năng chiếm cứ thị trường châu Á với những gì họ đang cung cấp cho khán giả. Chúng tôi có những cách xây dựng giải đấu rất khác so với những giải MMA còn lại trên thế giới. Chủ tịch Chachi Sityodong cho biết, UFC quảng bá MMA của họ là võ thuật kiểu Mỹ, một môn thể thao đầy máu me sức mạnh hãy nhìn vào dàn sao của UFC, McGregor, Ronda Rousey, John Jones. Đó là những ngôi sao hiếu chiến và khoe mẽ. Họ có thể lái Ron Roy, thách đấu với bất kỳ ai, ném chai nước trong buổi họp báo và buông lời miệt thị đối thủ của họ. Điều này để lại tiếng xấu cho MMA ở châu Á. Chúng tôi thì khác. Những sản phẩm của chúng tôi là những sản phẩm mang đậm tính chất châu Á. Nó không chỉ đơn thuần là những trận đấu gây gấn. Đó còn là những câu chuyện mang đậm tinh thần võ thuật giá trị của võ thuật, của võ đạo, của người tập võ đóng vai trò hết sức quan trọng trong văn hóa Á Đông và đó là điều chúng tôi muốn đảm bảo. Đề cập sâu hơn về vấn đề này, Chachi Sid lấy ví dụ về màn ném chai nước đình đám năm 2016 giữa Conor McGregor và Nate Diaz trước thềm UFC 202. Conor McGregor có thể là một hiện tượng ở UFC, nhưng ở One, chúng tôi sẽ không kiếp đồng với cậu ta nếu bất kỳ một võ sĩ nào của chúng tôi xử sự như vậy trong buổi họp báo chúng tôi sẽ sơ thải người đó ngay lập tức bất kể việc anh ta có kiếm được bao nhiêu tiền cho giải đấu ông sid jordan khẳng định lý do ngài chủ tịch one championship trung thành với giá trị võ thuật là bởi ông muốn tạo ra một định hướng đúng đắn cho sự phát triển của những thế hệ tiếp theo với vai trò ceo của giải đấu thể thao hàng đầu châu á tôi tin rằng mình có trách nhiệm định hướng cho thế hệ trẻ với những võ sĩ của chúng tôi là những kẻ bồng bột, chỉ biết xúc phạm đối thủ, mở miệng ra là chửi bới. Đó là điều mà giới trẻ bắt trước. Ông Sid Jordan nói, Ước mơ của tôi là tạo ra những người anh hùng, những siêu nhân gương mẫu mà trẻ em có thể nói theo. Ví dụ như George Saint-Pierre. Đó là một võ thuật gia đúng nghĩa mà tôi hết sức tôn trọng. Tiếc rằng 99% các võ sĩ còn lại ở UFC thì không. Vì vậy nếu ai đó ở One cư xử không phải phép, tôi sẽ sẵn sàng sa thải anh ta mà không chần chừ chút nào. Sau hai năm không đói hoài gì đến trách nhiệm bảo vệ đai, Conor McGregor dự kiến sẽ trở lại với MMA đầu năm 2018. Còn Mark Tinh Nguyễn sẽ tiếp tục hành trình ghi lại lịch sử MMA với việc thách đấu chiếc đai vô địch ở hạng cân ban tam quết cùng Bibiano Fernandez nếu như Bibiano Fernandez đồng ý tái đấu. Tôi đã về Việt Nam hai lần trong 4 tháng nay và nhận được rất nhiều sự cổ vũ. Martin Nguyễn cho biết, nếu như trước đây tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ trở thành nhà vô địch MMA đẳng cấp thế giới, thì giờ đây trách nhiệm của tôi là trở thành một tấm gương, một hình mẫu để khuyến khích mọi người theo đuổi giấc mơ của họ. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Martin Nguyễn đòi tái đấu, Bibiano Fernandez nói gì? Theo thông báo từ KMA Top Team, phía martin không hề hài lòng khi trận tranh tài ban tam Quest tại one championship iron win kết thúc với một kết quả tính điểm không đồng thuận đội martin đề nghị tái đấu nhưng bibiano fernandez không đồng ý lần đầu tiên trong lịch sử ngôi vô địch của bibiano bị lung lay bibiano biết anh ta đã gặp may khi chiến thắng bằng tính điểm tôi có thể đảm bảo rằng nếu chúng tôi thắng bằng tính điểm không đồng thuận chúng tôi sẽ chấp nhận tái đấu và thắng thuyết phục cho đến khi không còn nghi vấn nào. Huấn luyện viên của Martin Nguyễn, ông Faris Salirevsky, viết một phần suy nghĩ khá dài khi xóa nó khỏi Facebook. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ trận đấu nào mà One Championship đưa ra, vậy tại sao Bibiano Fernandez lại từ chối khi anh ta nhận được đề nghị tái đấu? Câu trả lời đơn giản là anh ta sợ, anh ta không muốn mạo hiểm, cũng không sẵn sàng để bị đánh bầm dập một lần nữa. Huấn luyện viên Faliszaryfeski cũng gửi lời nhắn đến chủ tịch One Championship, Chachi Sitongdong về việc đội Martin mong muốn trận tái đấu. Ông khẳng định dù thua cuộc trên bảng điểm, song trái tim của mọi người, Martin vẫn là người chiến thắng khi dốc cạn bầu màu nóng trên sàn đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô Tận để đón xem các clip.